Mâu thuẫn tiền bạc, đầu bếp dùng dao phi lê cá chém người. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Kim Quang, sinh năm 1996, quê tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang làm việc tại quán nhậu tại đường Đống Đa, quận Hải Châu để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra của Công an, Quang có mâu thuẫn tiền bạc với Trần Rin, sinh năm 1994, quê tại tỉnh Quảng Nam, hiện đang làm đầu bếp tại quán nhậu Momo, đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, Rin nghi ngờ Quang nhờ người hăm dọa đánh nên không dám đi làm. Lúc này, Rin kể lại việc này cho những người làm trong quán Momo. Đến chiều ngày 27 tháng 6, Hoàng Quốc Lộc, sinh năm 1993, trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, là chủ quán nhậu Momo, đã lái ô tô chở Rin cùng Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1982, quê tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là quản lý của quán Momo và hai người khác đến tìm gặp Quang. Lúc này, Quang dặn Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2001, quê tại Quảng Nam, là phụ bếp quán nhậu nơi mình làm, chuẩn bị con dao phi lê cá cất trong người. Khi gặp nhau tại quán cà phê đường Đống Đa, hai bên đã cãi nhau và dẫn đến ẩu đà. Do bị nhóm của Lộc đánh hội đồng, nên Quang đã lấy con dao phi lê Khánh mang theo để chống trả lại. Lúc này, do Hùng đứng gần, nên Quang cầm dao đuổi đánh. Hai nhóm sau đó giằng co một hồi thì giải tán. Lộc lái xe ô tô đưa đồng bọn bỏ chạy. Hùng và Quang đều bị thương và được người dân đưa vào trung tâm y tế quận Hải Châu cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Kim Quang để điều tra và tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mọi người hãy thật bình tĩnh trong mọi tình huống gặp phải, đừng để một phút giây nóng nổi mà hại người, hại cả mình nhé! Bắt giữ các đối tượng chuyên trộm cắp nơi thờ tự. Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nam Đàn đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ được một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp nơi thờ tự. Trước đó, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, Công an huyện Nam Đàn nhận được tin báo mất cắp tại một số chùa và nhà thờ trên địa bàn huyện. Tổng số tiền bị mất trộm khoảng 20 triệu đồng. Đặc biệt tại nhà thờ thuộc giáo xứ Thượng Nậm, đối tượng đã lấy trộm hòm công đức đặt trong nhà thờ, sau đó đưa ra bờ sông Lam thuộc khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn để phá két sắt, lấy hết số tiền bên trong rồi vứt két sắt ở gần mép bờ sông. Đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, Công an huyện Nam Đàn đã phá thành công chuyên án, điều tra làm rõ các đối tượng đã gây ra những vụ trộm cắp tài sản nêu trên là Trần Văn Đàn, sinh năm 2007, trú tại khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Trần Hải Đăng, sinh năm 2007, trú tại khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Phan Văn Thịnh, sinh năm 2007, trú tại xóm Thiên Ân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm đêm tối, các nhà thờ, nhà chùa không có ai trông coi nên đã đột nhập và sử dụng kềm sắt để bẻ khóa, đèn pin dùng để chiếu sáng, móc sắt được làm từ móc quần áo để móc tiền trong két sắt. Số tiền lấy trộm được, các đối tượng đã tiêu xài vào mục đích cá nhân. Tiếp tục điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8 năm 2022, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Hiện tại, cơ quan công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Thực hư vụ người nhà nhận thi thể trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương phải trả 8 triệu. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại nội dung cuộc nói chuyện được cho là người nhà của một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã gây xôn xao dư luận. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông được cho là người nhà của một nữ nạn nhân trong vụ cháy cho rằng phải chi tiền mới được đem thi thể về quê mai táng. Cụ thể, người này cho biết, khi nhận thi thể, gia đình phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa về quê, cộng thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng. Trong khi trước đó, chính quyền thành phố Thuận An nói rằng sẽ hỗ trợ chi phí này. Đoạn clip này sau đó được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phản ứng gay gắt khi phải trả tiền để nhận thi thể. Đây là một việc không thể chấp nhận trong khi gia đình đã mất mát quá lớn. Trao đổi về sự việc này, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An khẳng định không có chuyện chính quyền địa phương không hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Theo bà Hiền, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên, thành phố Thuận An đã kịp thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, nạn nhân bị thương 5 triệu. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Thuận An cũng đã làm việc với chủ cơ sở karaoke An Phú, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong, ban đầu là 30 triệu đồng, để gia đình chi trả cho việc đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác. Tuy nhiên, khi chủ cơ sở karaoke An Phú đưa tiền cho gia đình nạn nhân nói trên thì không nói rõ số tiền này để hỗ trợ gia đình lo các chi phí di chuyển, chi trả cho đơn vị mai táng, dẫn đến gia đình hiểu nhầm là không phải trả chi phí này. Đến khi đơn vị mai táng đề nghị gia đình chi trả tổng số tiền 8 triệu, thì anh trai của nạn nhân hiểu nhầm cho rằng chính quyền đã lo chi phí này rồi. Do lúc đó tình hình cập dập, chính quyền và doanh nghiệp khẩn trương hỗ trợ cho các nạn nhân để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên giải thích chưa được rõ, dẫn đến hiểu nhầm đáng tiếc, bà Hiền nói.
Cũng theo bà Hiền, ngoài số tiền 30 triệu của chính quyền thành phố Thuận An và 30 triệu của chủ cơ sở, còn nhiều đơn vị khác đang tiếp tục hỗ trợ thêm cho các nạn nhân để chia sẻ mất mát với gia đình. Mong rằng những nạn nhân xấu số sẽ sớm được trở về với gia đình. Cặp đôi người Trung Quốc đột nhập biệt thự trộm tiền tỷ. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vương Bảo Cường, sinh năm 1983 và Trần Tiểu Lệ, sinh năm 1994, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, năm 2019, Vương Bảo Cường từ Trung Quốc đến Đà Nẵng làm đầu bếp và quen với Trần Tiểu Lệ. Cả hai thuê căn hộ sống gần nhau. Thời gian này, Trần Tiểu Lệ được ông Trần Duy, sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc, thuê làm đầu bếp tại căn hộ Villa ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Từ đó, Trần Tiểu Lệ thông thạo mọi ngóc ngách của căn hộ ông Trần Duy. Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Vương Bảo Cường và Trần Tiểu Lệ bàn kế hoạch lấy trộm tài sản của Đông Hương. Ngày hôm sau, lợi dụng lúc vợ chồng ông Trần Duy ra khỏi nhà để đi sửa điện thoại, hai người này đã đột nhập vào phòng ngủ tầng 2 của căn hộ, lấy trộm một két sắt đem giấu vào nhà kho. Xong việc, Vương Bảo Cường rời đi và báo cho Trần Tiểu Lệ biết vị trí giấu két sắt. Khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2021, Lệ lấy két sắt trở đến gần cầu Minh Mạng và giao cho Vương Bảo Cường. Cường phá két, lấy nhiều hơn 572 triệu đồng và nhiều ngoại tệ, đồng hồ đeo tay với tổng trị giá tài sản gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền trộm được, Vương Bảo Cường khai đã chia cho Trần Tiểu Lệ khoảng 100 triệu đồng và 2.500 đô. Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Tiểu Lệ khai dù đóng vai trò then chốt trong kế hoạch nhưng chỉ nhận được khoảng 53 triệu đồng và 2.500 đô từ Vương Bảo Cường. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Vương Bảo Cường mức án 14 năm 6 tháng tù và Trần Tiểu Lệ mức án 13 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Kẻ trộm ô tô ở Lâm Đồng bị bắt khi chạy xe về Đồng Nai. Mới đây, Công an huyện Đa Hoai đã bắt giữ Nguyễn Quang Hiếu, 25 tuổi, ngụ tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó khoảng 20 giờ, cơ quan công an nhận được tin cấp báo của ông Trần Trọng Quy về việc vừa bị mất trộm chiếc xe ô tô bán tải mang biển số 60A69412. Thời điểm đó, ông Quy để quên chìa khóa trên xe. Công an huyện Đa Hoai đã nhanh chóng xác minh và huy động lực lượng trích xuất camera an ninh để truy bắt đối tượng trộm ô tô. Khoảng một tiếng sau, khi Nguyễn Quang Hiếu điều khiển chiếc ô tô bán tải vừa trộm cắp đến xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Công an huyện Đa Hoai đã phối hợp với công an sở tại khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận phát hiện chiếc ô tô bán tải vắng chủ, đậu trên đường thuộc địa bàn huyện Đa Hoai và chủ xe không khóa cửa nên đã lấy trộm chiếc xe rồi bỏ chạy. Đối tượng khai do túng thiếu nên đã nảy sinh ý định trộm xe để bán lấy tiền tiêu xài. Công an đã áp giải Nguyễn Quang Hiếu về địa phương, đồng thời ra lệnh bắt tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Mọi người hãy thật cẩn trọng trong việc bảo quản tài sản cá nhân để tránh những kẻ có ý định xấu có cơ hội thực hiện hành vi nhé.